Xin chào các bạn, thì cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch Việt Nam thì ngành quản trị du lịch khách sạn trong thời gian sắp tới sẽ có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng được đào tạo bài bản. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn trường Đại học James Cook tại Singapore. Thì đây là ngôi trường Đại học James Cook ở Úc và có trụ sở tại Singapore, được thành lập vào năm 1970. Bằng cấp của James Cook thì được công nhận trên toàn cầu. Sinh viên theo học tại trường James Cook Singapore thì có bằng cấp giống hệt với học sinh học tại James Cook ở Úc. Hiện tại thì trường có 3.000 sinh viên đến từ khoảng 50 nước trên thế giới. Điều này tạo điều kiện cho một môi trường học tập quốc tế. Để có thể đảm nhiệm tốt công việc của một chuyên viên kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn thì bạn còn nắm vững các kiến thức và kỹ năng như kinh nghiệm về lập kế hoạch, quản lý và giám sát các quy trình và dịch vụ trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí. Đồng thời thì có kiến thức và hiểu biết để khám phá các mối quan hệ làm việc tuyệt vời giữa các lĩnh vực đa dạng trong ngành dịch vụ du lịch này. Nhiều bạn trẻ với đam mê ngành nghề thì trở thành chuyên gia giỏi trong lĩnh vực quản lý du lịch khách sạn, nhà hàng đã chọn cho mình đất nước Singapore, quốc đảo du lịch, đất nước dẫn đầu châu Á về cung cấp dịch vụ du lịch khách sạn để học ngành này. Đối với chương trình dự bị là cử nhân thì đầu tiên đối với những bạn chưa có Anh văn thì các bạn có thể tham gia vào lớp học tiếng Anh 3 cấp độ trong vòng 4 tháng trên một cấp độ và dự bị đại học là trong vòng 8 tháng. Quản lý du lịch và quản lý khách sạn thì học trong vòng 2 năm. Đối với thạc sĩ quản lý du lịch khách sạn thì học trong vòng 12 tháng hoặc có thể học 16 tháng tại James Cook. Còn đào tạo rất nhiều chuyên ngành có để bạn lựa chọn. Hãy gọi đến công ty Tân Đại Dương là đại diện chính thức của James Cook tại Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp theo số điện thoại 083 848 4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ là 148 Sẹt 1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất.